Nằm giới thiệu cho các anh em tham gia một trận góp nhận 30 token Rocket từ dạng Rocket C Valency các bạn. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link dưới mô tả dưới video của mình, mở Telegram các bạn bấm start các bạn. Bấm nút start xong các bạn bấm continue các bạn. Rồi bạn lướt captcha 72 cộng 7 là 79. Bạn gọi chatbot. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group, kênh share, follow kênh share các bạn. Đây có 3 nhiệm vụ khá là nhanh luôn các bạn. Trên cái group này tụi điểm nó phân phối vào ngày 25 tháng 6 các bạn. Thì con này hiện tại nó chưa có giá trị không. Tôi cần này list sẵn ban kê swap các bạn. Đây là check thông tin. Rồi bạn bắt đáp lại. Rồi tiếp tục cùng follow share. Làm ai group thì đôi khi tôi cần nó nhảy lên như xuống các bạn. Bạn follow controller nữa bạn, mình thấy cộng đồng nó cũng khá là nhiều người tham gia đó các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow vào Twitch Report đó bạn. Trên Twitter thì các bạn việc theo dõi nha bạn. Rồi các bạn lướt xuống. Các bạn like nè các bạn chích dẫn như ta quyết nha bạn. Các bạn tăng vô ở cộng G L dáng nào đó ta. Thôi các bạn cái việc tăng dạng các bạn vào thôi các bạn. Rồi bạn tự quyết lại các bạn. Rồi tiếp tục còn máy đáp lại nè. Các bạn bấm vào một đoan nha bạn. Rồi các bạn bấm tiếp tục đoan. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra thì các bạn sẽ thấy được cái username tại Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Ở cộng MMO của bạn nha bạn. Các bạn cứ bỏ ra chút ít đi các bạn, sau này mới có ăn các bạn. Mình là chú bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn đòn nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ với chút wallet trên BNB Smart Chain với chút wallet của ETH trên MetaMask. Các bạn nhớ mainnet mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi bạn bắt vào đây nha bạn. Tiếp tục bạn gỡ. Rồi bạn việc lên ghép. Việc cái gì lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình. Và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.